Xin chào các bạn, đã quay lại với kênh YouTube của công ty Hàng Giám Đốc Việt Nam. Thì hôm nay mình cùng các bạn cùng nhau tham quan một cái hệ thống điều khiển nhiệt độ 8 kênh, đặc biệt là có thể đo lường điều khiển và giám sát từ xa. Rồi, thông qua điện thoại máy tính bảng. Ở đây thì mình có một cái màn hình HMI, mã là TML của hãng Hàng Giám Đốc luôn. Và hai cái module điều khiển nhiệt độ, đây hai cái. Cùng với một cái nguồn 24V, module điều khiển nhiệt độ là VLD4 và nguồn là DBS. Rồi, thì ở dưới cái màn hình này á, thì mình có thể điều khiển 8 cái loại trên đây thông qua cảm ứng này kia rồi, giống như các bạn bình thường thôi. Mình tắt đi thì nó sẽ điều khiển cái giá trị, đặt cái giá trị SV, thì bắt đầu nó sẽ điều khiển thông qua cái module nguồn ở đây, module nhiệt chứ. Rồi, đặc biệt là nó có thể kết nối internet, đồng thời điều khiển và giám sát từ xa thông qua máy tính bảng, điện thoại và laptop hay là PC. Thì ở đây mình có thể điều khiển được cho nó này. Ví dụ như là đây là 70 đúng không? Thì mình cài nó lên là 65 đi, xuống 65 đi. Đó. Rồi, enter thì nó sẽ xuống giá trị 65. Nó sử dụng đường truyền internet nên các bạn có thể đi bất kỳ đâu cũng có thể giám sát. Ở đây mình có cái điện thoại mini như này. Rồi mình cài lại là 70 cho nó đi. Đó, cài lại 70. Như vậy là các bạn có thể giám sát từ xa. Rồi còn vấn đề thì các bạn sợ bỏ mật này kia nữa, thì ở đây mình có một cái nút, khi nào mà các bạn không cho người ở ngoài điều khiển thì nhấn cái nút này đi, thì nó sẽ lock lại, hoặc là bật nó lên, có thể đặt mật khẩu thì kia rồi, do kỹ năng lập trình HMI thôi. Rồi tiếp theo mình có thể kéo cho nó cái PC để làm một cái màn hình giám sát monitor ở toàn nhà máy. Mời các bạn theo mình. Rồi, ở đây thì mình có cái phòng, ví dụ như là phòng giám đốc, phòng điều khiển trung tâm vậy. Mình gắn một cái PC cho nó. Đây, PC. Rồi, mình bắt đầu mình cài đặt cho nó đi. Đây, 70 đúng không? Mình cài lại 56. Đây là lò số 1, hoặc là mình có thể cài lò số 2. Ở lò số 2 đi, mình có thể cài là lò số 1, 45 đi. Đó, 45. Rồi. Rồi, các bạn có thể tham khảo cái hệ thống này bên mình để làm cho cái nhà máy của mình hiện tại hơn, cũng như là tiết kiệm về vấn đề cài đặt để dần dần cho nhân công. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.